Dạ, qua Kiển Vĩnh Chanh xin kính chào bà con ạ. Em xin chúc bà con có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2023, em có làm một clip, em đặt tên là clip số 38 để giao lưu với bà con một số mặt hàng hoa giấy như sau. Đầu tiên đó là chiều tím nha bà con. Chiều tím mà em giao lưu cặp, giá cũng mềm thôi, chiều tím lá vàng. Rồi hồng gân cặp ha. Dạ đỏ lửa ghép gốc Mỹ, trắng tuyết, cẩm thạch tím Huế. Này là ruby Ấn Độ, Ấn Độ cây nguyên gin, một cây tím tuyết và hai cây Malaysia lá cẩm thạch nha bà con. Dạ số điện thoại giao lưu của em là 0798 716 145, em tên Vĩnh ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Đó cũng là số Zalo của em nha bà con. Để tránh mất thời giờ của bà con thì em xin đi vào cái cây thứ nhất, đó là một cặp. Cặp số 1. Cặp số 1 này là một cặp chiều tím nha bà con. Đây, nãy em quay hơi nhanh, bây giờ nó chậm chậm lại rồi em quay gần cho bà con coi ha. Đây là một cặp chiều tím. Đây, chiều tím thì bà con biết là lá nó vàng mà bông màu tím ha. Cây này thì gần mang bông thôi chứ chưa có bông nha bà con. Chưa có cái bông nào trên đây chân, nhưng mà cái tàn thì quá đẹp rồi ha. Cái lá vàng này mình chơi phong thủy nha bà con. Mà lại có bông nữa, củ thì cũng có củ luôn. Cái này siêu mini thôi, siêu mini mà lại chân dài. Cho nên là em bó cặp lại em giao lưu với bà con ha. Nó cũng tương đồng nhau, cặp nào cũng làm tương đồng nhau. À, chiều cao nó khoảng 50, tán ngang khoảng 32, một cây thì hoành 6 gửi, một cây hoành 5 ha, chiều cao thì tương đồng. Rồi cặp này em giao lưu là 250.000 đồng, em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Dạ xin nhắc lại, mã số 1 là một cặp chiều tím lá vàng bông tím. Siêu mini để bàn một cặp khá tương đồng ha, giá 250.000 đồng, em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Dạ em cũng em cũng nhờ bà con mình là khi mà mình mua hàng thì mình điện thoại cho em, mà mình nói là tôi mua hàng mã số mấy trong clip số 38 để em gửi hàng cho nó chính xác nha bà con. Tại vì em quay nhiều clip lắm, mình nói đúng tên clip và mã số trong đó thì em gửi hàng cho nó đúng. Dạ em xuống cặp số 1 ạ. Và tiếp theo là đến mã số 2, cũng là một cặp chiều tím lá vàng bông tím nha bà con, size mini để bàn nha bà con, nhưng mà cũ thì khá quá đẹp ha. Em giao lưu là một cặp. Đây, em quay gần cho bà con mình coi bộ cũ ha. Dạ cây có chiều cao tổng là của hai cây, chiều cao là 55, một cây tán ngang 40, một cây tán ngang 37, một cây hoành 6, một cây hoành 5 ha. Em giao lưu là giá 250.000 đồng, em bao sống bao ship toàn quốc nha. Em chọn những cây khá tương đồng em ghép thành cặp cho bà con nha. Đó là em quay bộ cũ, còn ở trên này cái bộ tàng đây, bà con mình coi bộ tàng đây. Thì lá nó đã vàng dày mịn hết trơn ha, vàng nó đã dày mịn rồi, lá vàng rất là đẹp cho phong thủy ha. Giờ anh xin nhắc lại, mã số 2 là một cặp chiều tím lá vàng bông tím. Giá 250.000 đồng em bao sống bao ship toàn quốc ha. Cái này thì em cũng thanh lý cho nên là em bán rẻ cho bà con. Hỏi em bán 140 cây nhưng mà giờ em gấp tại em bán thanh lý hàng cặp 250 nha bà con. Đã quá rẻ nha bà con, mong bà con đừng trả giá nữa, tại vì xuống nữa thì em không có lời. Dạ em xin xuống cây ạ. Và tiếp theo là đến mã số 3 là một cặp hồng gân nha bà con. Hồng gân qua rất là đẹp ha, ghép trên cành hôm với Mỹ nha bà con. Cái này hồng gân ghép trên cành hôm với Mỹ, nó không có cũ nha. Đây, trước tiên em cho bà con mình quan sát cái mặt hoa hồng gân ha. Cái tên nó là đúng như cái thực tế nó luôn, là cái gân của nó màu hồng. Cái gân nó màu hồng nha bà con. Rồi tàn thì xum xê hết trơn rồi, chỉ có là ghép trên cành hôm với Mỹ. Và cái cốt thân của nó cũng khá to ha, so với ngón cái em thì nó to hơn ngón cái em ha, cũng đồng đều nha. Đó, rất là to ha. Cái này bà con mình về trồng mà bà con vẫn cho cái chậu như vậy, rồi bà con trồng lên thêm một cái chậu nữa ha, rồi phét ít thì nó sẽ ra củ nha bà con. Vừa chơi bông được mà sau này nó sẽ ra củ đẹp nha. Hiện giờ thì chưa củ nhưng mà con nghe lời em trồng theo vậy á, là sau này bà con mình vừa có củ đẹp mà trên vừa có bông đẹp chơi luôn ha. Rồi cặp này nó có chiều cao cũng tương đồng, chiều cao là 50, tán ngang là 32. Em giao lưu là 250.000 đồng, em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha. Giờ em xin nhắc lại, mã số 3 là một cặp hồng gân đang bông rất nhiều nha, giá 250.000 đồng. Dạ em xin phép được xuống cây ạ. Dạ tiếp theo là đến mã số 4, cũng là một cặp chiều tím lá vàng bông tím luôn nha bà con, size mini để bàn cũ khá quái nha. Tàn thì đã mịn màng rồi, bà con coi nè, lá vàng rất đẹp nha. Lá vàng này chơi phong thủy nha, khi mà nó chưa có bông thì mình chơi đã đẹp rồi, nhưng mà khi nó có bông màu tím nó phối vô cái bộ lá vàng này nhìn nó rất là đẹp ha. Nó đồng bộ nha bà con, nó không có bị chối với nhau, không bị phản nghịch với nhau ha. Rồi bộ cũ nè, tuy là nhỏ thôi mini nhưng mà rất đẹp. Và cây mini thì đương nhiên là giá tiền mini rồi, chỉ 250.000 đồng một cặp thôi nha bà con. Ở đây em cũng có đo hạ phong số. Và để em đọc phong số. Chiều cao là khoảng 47, tán ngang khoảng 30, một cây là hoành 5, một cây hoành 6 rưỡi. Đầu còn cặp này cũng 250.000 đồng, em bao sống bao ship ạ. À.
Dạ em xin nhắc lại, mã số 4 là một cặp chiều tím lá vàng bông tím, giá 250.000 đồng em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn ạ. Dạ em xin phép được xuống cặp số 4 này luôn ạ. Dạ tiếp theo là đến mã số 5 là một cây hồng gân ghép gốc Mỹ nha bà con, size mini để bàn nha. Rồi cũng đang bông nè, bà con mình coi cái lá nó là màu hồng mà cái trong cái gân ha. Cái cọng gân nào cũng màu hồng hết trơn nha bà con. Đó. Đây qua đây cũng vậy ha. Đó tên hồng gân là chuẩn xác luôn nha bà con. Cây này lên màu rất là đẹp mà ha. Cây được ghép trên một gốc Mỹ siêu mini thôi, cũ đế thì cũng tạm được. Cây này mình về mình chơi càng lâu thì cũ càng to lên nha bà con. Cũ càng to lên. Và cây mini thì giá cũng mini thôi. Dạ cây này em giao lưu trực tiếp là 150.000 đồng. Cây có thông số như sau: chiều cao là 56, tán ngang là 39, hoành là 8,5. Dạ em nhắc lại giá là 150.000 đồng nha bà con. Cây này mình về mình chơi, mà bà con muốn lấy bo thì bo cũng ghép được 6-7 cây nha bà con. Đây nè, cái cọng này là ghép bo rất là mạnh luôn ha, to ha. Đây nè, quá đẹp luôn. Mấy cọng này lấy bo rất là đẹp luôn. Còn bà con mình không muốn lấy bo thì bà con mình về chơi hết bông rồi bà con cơi tàn lại lần sau nữa, nó sẽ mịn màng hơn, nhìn ra bông nhiều hơn nha bà con. Dạ em xin nhắc lại, cây mã số 5 là một cây hồng gân giá 150.000 đồng. Dạ 150.000 đồng bao sống bao ship. Dạ em xuống cây ạ. Dạ tiếp theo là đến mã số 6 là một cây guppy nha bà con. Đây là một cái dòng mới nha, bông rất là đẹp nha. Nó tên là guppy. Đây guppy là như thế này đây. Cái bông của nó nè bà con. Nó đang xen giữa màu đỏ với cái màu gì hường hường, em không biết đường diễn tả nữa. Đây là bông thực tế để bà con mình xem giùm em ha. Diễn tả thì nó cũng khó, nhưng nói chung là dạng lấm đốm ha, dạng lấm đốm phối màu nhìn đẹp ha. Cái lá đặc biệt là cùng một cây, nhưng cái lá dúng á thì nó ra guppy nha bà con. Cái lá dúng dúng nè bà con coi, cái lá nó dúng dúng ha, thì nó ra guppy. Mà cái lá mà nó ra hơi thẳng ha, như thẳng như vậy đây thì nó sẽ ra là màu tí màu đỏ gặt gì đây, màu đỏ hay màu đỏ màu đỏ gặt gì đây nè, màu đỏ giống sáp pháo vậy đó. Nói gì đó bà con, là guppy nha, bông rất đặc sắc ha. Ghép trên một củ giấy Mỹ rất là quái, nhưng mà size mini ha. Nè nó cuộn 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 trong chậu. Cái này nó lưng phân xuống, nó sụt xuống mà con. Qua lâu ngày nó sụt xuống, cho em cũng không có cắt cái mặt chậu cho bà con coi. Bà con coi gì nè, nó cuộn như là một ổ gồng vậy đó bà con. Rồi cây này có chiều cao là 55, tán ngang là 50, hoành là 8,5. Em giao lưu là 160.000 đồng em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn à. Củ rất quái ha, nhưng mà em không có cắt miệng chậu cho nên mình nhìn hơi khó tí xíu. Nhưng mà nhìn từ trên xuống nhìn cũng thấy quái rồi nè. Rất quá ha. Dạ em nhắc lại, cây mã số 6 là một cây guppy, giá 160.000 đồng em bao sống bao ship. Dạ em xin phép xuống cây ạ. Dạ tiếp theo là đến mã số 7 là một cây đỏ lửa một cốt nha bà con. Cái đỏ lửa một cốt đang bông rực rỡ luôn nha. Này quay lúc 9-10 giờ sáng nè bà con. Nắng lên rất là mạnh ha. Dạ trong 4-5 ngày vừa qua thì trời mưa cho nên không có lên clip. Bữa nay nắng lại em tranh thủ em ra quay clip cho bà con nè. Đây là cây đỏ lửa ghép trên củ giấy Mỹ. Củ chân dài cũng đặc ha, chân dài đặc. Rồi cái bộ tàn thì nó như thế này đây, bộ tàn như thế này đây. Cái này bà con về mình cơi tàn một lần nữa thì bà con sẽ được một cái cây rất là mịn tàn ha. Cái này thì nó còn hơi thưa do nó mới cơi nhất cơi hai thôi. Và đặc biệt là mấy cái bộ này mình về mình ghép là lấy bo là tuyệt vời ha. Lấy bo ghép được 10 cây, mười mấy cây luôn nè. Bo rất là bự luôn ha. Về ghép là dễ dính lắm nha bà con. Bo đỏ lửa thì khỏi nói, bà con nào có từng ghép thì sẽ biết là đỏ lửa nó rất là mạnh. Rồi cây này thì bo rất to nữa, mình ghép dễ dính lắm. Dạ cây này có chiều cao là 72, tán ngang là 57, hoành là 8,5. Em giao lưu là 180.000 đồng em bao sống bao ship toàn quốc ạ. Dạ em xin nhắc lại, cây mã số 7 là một cây đỏ lửa một cốt, tàn rất là to ha. Giá 180.000 đồng em bao sống bao ship ạ. Dạ em xin phép được xuống cây luôn. Dạ tiếp theo là đến mã số 8 cũng là một cây đỏ lửa một cốt nha bà con, đang ôm bông ha. Tàn này cũng khá mịn rồi. Đây bà con coi nè, bông của nó là màu đỏ rất cực gỡ ha, tên đỏ lửa, tên sao bông vậy nha. Ghép trên một củ giấy Mỹ nè, hai cọng khá quái và một cốt. Thoát thân lên rồi mới xè tàn ra ha. Đây em quay bộ tàn cho bà con mình coi nha. Rồi quay xuống. Dạ cây có chiều cao là 77, tán ngang là 50, hoành là 9. Cây này em giao lưu là 180.000 đồng em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn ạ. Dạ xin nhắc lại, mã số 8 là một cây đỏ lửa một cốt đang mang bông ha. Giá 180.000 đồng em bao sống bao ship. Dạ em xin phép được xuống mã số 8 ạ. Dạ tiếp theo là đến mã số 9 là một cây trắng tuyết nha bà con, đang mang bông khá nhiều ha. Đây là trắng tuyết ghép trên củ giấy Mỹ cũng khá đẹp nha. Đầu tiên quay cái tàn cho bà con coi, cái tàn rất là to rồi nha bà con. Và qua màu trắng tuyết thì nó trắng tinh lung linh như ngọc trinh vậy luôn nè ha. Trắng tuyết nha bà con, này đột biến ra từ tím tuyết nha bà con. Dòng tím tuyết thì bà con mình biết nhiều rồi, nó đột biến ra màu trắng vậy thôi. Rồi biết là đặc biệt là nó rất là xiên bông. Tím tiết với nó là như nhau thôi, chỉ khác nhau cái màu bông. Rất là xiên bông.
ghép trên củ với Mỹ một cộng, lắc lượng hình chữ S rất đẹp nha. Củ này rất là đẹp nha bà con, quái ha. Dạ cây có chiều cao là 63, tán ngang là 60, hoành là 14. Cây này em giao lưu là 250.000 đồng, em bao sóng bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn ạ. Đặc biệt cây này mình vừa chơi bông mà mình vừa lấy bo ghép luôn nha bà con. Bà con nào mà muốn ghép nhân giống là chơi cây này rất tuyệt vời ha. Bo cộng nào cộng nấy nó rất thích hợp ha. Khá mập. Đây. Cộng nào cộng nấy là khá mập không nè, về cắt lấy bo ghép dễ dính lắm, tím tiết ghép cũng dễ dính lắm nha bà con. Đó em quay cho bà con mình coi cái bộ tàn này lấy bo thì tuyệt vời ha. Còn mình không có biết ghép, mình chỉ về chơi thôi thì mình về mình cơi tàn cho mình vô ha. Mình cơi cục vô cho nó tròn lại chút xíu, cho tròn lại chút xíu là lần sau ra bông rất là dày tàn luôn ha, mà bông đầy kẹo hết trơn, nhìn đẹp lắm ha, nhìn như là tiết rơi luôn. Dạ em nhắc lại mã số 9 là 250.000 đồng, em bao sóng bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn ạ. À. Dạ em xin phép được xuống mã số 9 luôn ạ. À. Dạ tiếp theo là đến mã số 10 là một cây cẩm thạch tím Huế nha bà con, dạng bonsai lùng lực ha, một cốt. Đây. Bông thì đang gộ bông với nụ ha. Đây bà con coi là đang mang nụ nhiều hơn bông ha, có nghĩa là nụ chưa nở gộ ha, về tới nơi bà con mình mua về tới nơi là sẽ nở gộ ra chơi liền được luôn nha, chứ không chờ đợi nha. Như chơi nụ là mình về mình chơi được liền luôn. Còn nhà mua bông gộ thì về nó đôi lúc nó có rụng ba mớ nha bà con. Dạ ghép trên bộ cũ như thế này đây. Cũ thì rất là quái mà dài ha. Này rất đẹp. Ở đây nó lên một cốt nhưng mà còn chừa thêm nhánh này cho nó nhiều tàn nè. Đây một cốt này lên đẹp lắm nè. Đó. Chừa thêm một nhánh em đó nữa. Rồi nó xè ra bộ tàn như thế này. Đây em quay bộ tàn từ dưới lên cho bà con mình coi ha. Dạ rồi em quay bộ cũ lại một lần nữa. Củ chân dài mà quái ha, ở đây nó cuộn ở dưới đất rồi nó mới xoắn lên ha. Dạ cây có chiều cao là 73, tán ngang là 56, hoành là 14. Em giao lưu cây này chỉ 280.000 đồng, em bao sóng bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn ạ. À. Dạ em xin nhắc lại một lần nữa, cây mã số 10 là một cây cẩm thạch tím Huế, đang gộ nụ nha con, chứ không phải gộ bông, tại vài bữa nó mới nở gộ. Đang gộ nụ, giá 280.000 đồng, em bao sóng bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn ha. Tàn này thì đã dày mịn rồi nha bà con. Đó, rất đẹp nha. Rồi một số cái nó đã nở rồi thì nhìn nè. Đó, giữa nắng lúc 10 giờ trưa thì nhìn rất là đẹp ha. Dạ, em xin phép được xuống cây mã số 10 luôn ạ. À. Dạ, tiếp theo là đến mã số 11. Cũng là một cây cẩm thạch tím Huế đang gộ nụ nha bà con. Và đặc biệt là cũng cây một cốt ha. Cũ quá nha, dạng tông lùng lực. Đây, em quay cái bộ tàn cho bà con mình coi ha. Bộ tàn thì đã dày mịn rồi. Cây này là về chơi nha bà con. Về chơi thành phẩm luôn rồi, không có cần phải chỉnh sửa gì thêm nữa hết. Nhưng mà đặc biệt là khi mà tàn bông rồi thì bà con cắt lại tàn cho nó tròn mịn để lần sau mình nó đẹp hơn nha. Tại vì nó ra thì nó sẽ có sự lọt sọt. Rồi mình khi mà hết bông á, đặc biệt lần bông nào chơi cũng vậy chứ bà con nhớ cắt chỉnh lại cho tròn thì lần sau sẽ đẹp hơn lần trước ha. Rồi củ một cốt. Một cốt. Củ đế thì rất quái nha. Đó củ quê củ đế nè. Nó xoắn xà lọn ha. Dạ cây có chiều cao là 74, tán ngang là 50, hoành là 12, em xin phép giao lưu là 280.000 đồng, em bao sóng bao ship toàn quốc ạ. À. Dạ em xin nhắc lại, mã số 11 là một cây cẩm thạch tím Huế, giá 280.000 đồng, em bao sóng bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn ha. Dạ rồi em xin phép được xuống cây mã số 11 luôn ạ. À. Dạ tiếp theo là đến mã số 12 nha bà con, mã số 12 cũng là một cây cẩm thạch tím Huế nha, rất là đẹp bông nha bà con. Đây cái tàn thì đã dày mịn, cực kỳ mịn nè ha. Thì nụ đang rất là nhiều luôn. Búp nụ cái này em kêu là gộ nụ chứ không dám kêu gộ bông. Tại bông vài bữa nó mới nở gộ ra. Mà nụ thì gộ mang nụ toàn bộ nhánh nào nó đều có cái nụ ngoài chót chân ha. Rất đẹp nha bà con. Tàn thì mịn lá quá đẹp. Rồi cái bộ củ nó như thế này đi bà con. Này củ dán chực luôn. Nó bó kính lại ha. Bó đặt lại mà thẳng đứng luôn ha. Củ dán chực luôn. Ở đây nó xè ra hai nhánh rồi nó mới xè tàn ra ha. Đó bộ lá rất là đẹp nha bà con. Dạ cây có chiều cao là 73, tán ngang là 50, hoành là 16,5. Cây này em xin phép giao lưu là 300.000 đồng, em bao sóng bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn ạ. À. Dạ em xin nhắc lại, cây mã số 12 là một cây cẩm thạch tím Huế nha bà con. Cái tông rất là đẹp ha. Giá là 300.000 đồng, em bao sóng bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha. Này quá đẹp. Dạ em xin phép được xuống cây ạ. Dạ tiếp theo là đến mã số 14 nha bà con. Cũng là một cây cẩm thạch tím Huế siêu bông ha. Đang ghép ở trên một cái củ rất là đẹp mà tông lùng lực nha bà con. Đây cái này thì bông gộ hơn những cây vừa rồi. Cũng còn nụ nghe nhưng mà bông nhiều hơn những cây vừa rồi thôi chứ không phải là đã gộ 100%. Đây bà con coi nè còn búp nè ha. Và bông nở cũng nhiều rồi nè ha. Đây cái bộ tàn coi từ xa bà con mới thấy hết tại vì nó quá la to đi. To dày mịn ha. Rồi em quay xuống củ cho bà con mình cùng coi ha. Đó, củ rất là quái nha.
Cái này ghép lùng lực đúng từ ngữ luôn, lùng lực luôn. Đây qua khỏi cái cũ tí xíu cái là mình cho xè tàn cái ha. Và cái tàn thì như thế này đây, ở dưới quay lên cũng thấy vậy mình ha. Cũ thì đẹp. Và cây có chiều cao là 61, tán ngang là 51, hoành là 16,5. Cây này em xin phép giao lưu là 280.000 đồng em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con ạ. Dạ em xin nhắc lại một lần nữa. Cây mã số 13 là một cây cẩm thạch tím Huế siêu xuyên bông. Giá 280.000 đồng em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con mình ạ. Dạ em xin phép được xuống cây luôn ạ. Cây mã 13. Dạ tiếp theo là đến cây mã số 14 là một cây tím tiết nha bà con. Cây tím tiết lùng lực ha. Cây tím tiết lùng lực đang gỗ bông luôn. Đây bà con mình coi bông rất là nhiều nha. Màu tím kem rất đẹp ha. Không phải là một màu tím đậm mà là màu tím có phối trắng em kia, tím kem. Đang gỗ bông. Ghép trên một củ giấy Mỹ khá quái. Khá quái và già cũ luôn nha bà con. Củ này thì đã già rồi. Lùng lực. Vừa qua khỏi cái củ là cho xè tàn liền luôn. Lùng lực nha bà con. Có hai nhánh xè ra. Dạ cây có chiều cao là 50, tán ngang là 44, hoành là 15. Cây này em giao lưu chỉ 200.000 đồng em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn ạ. Dạ em xin nhắc lại, cây mã số 15 là một cây tím tiết lùng lực nha bà con. Củ đế khá quái, giá 200.000 đồng em bao sống bao ship luôn ạ. Dạ em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0798716145 nha bà con. Em tên Vĩnh ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Đó cũng là số Zalo của em nha bà con. Và em cũng mời bà con mình bấm đăng ký kênh Hoa Kiển Vĩnh Trang ủng hộ em nha, để cho kênh em ngày càng phát triển. Khi mình bấm đăng ký xong mình bấm vào cái chuông cho rung lên thì khi em có đăng clip thì bà con nhận được thông báo để bà con vào chốt hàng sớm ha. Dạ em cảm ơn bà con em xuống cây này luôn ạ. Dạ tiếp theo là đến cây mã số 15 là một cây Malaysia lá cẩm thạch nha bà con. Cây này ghép trên bộ cũ rất là đẹp và đặc biệt là cây một cốt ha. Cây này hội tụ ba yếu tố rất là đẹp ha. Cây thì một cốt, cũ đẹp. Rồi giống thì giống mới độc lạ ha. Lá cẩm thạch Malaysia thì bà con mình biết là cái dòng là lá lớn mà cực kỳ xiên bông. Bông màu tím lục bình, hay gọi là màu tím lợt, tím nhạt. Rồi lá của nó, bình thường của nó thì màu xanh trơn, nhưng mà cái này thì nó đột biến ra lá có màu vàng trong đó ha. Đây mà con coi nè, đột biến ra lá vàng nhìn rất đẹp ha. Lá cẩm thạch. Cho nên em đặt tên là Malaysia lá cẩm thạch nha bà con. Tên này thì đúng chuẩn rồi, không có gì qua Mỹ chứ, đặt tên đúng cây sao đặt tên vậy, Malaysia lá cẩm thạch. Ghép trên bộ cũ với Mỹ rất là đẹp và xoắn quái ha. Đây. Bộ cũ rất là đẹp nha. Rồi một cốt. Một cốt lắc lượng ha, rồi lên mới xè tàn ra. Đó. Rồi toàn cảnh của nó như vậy. Dạ cây có thông số như sau, chiều cao là 93, tán ngang là 40, hoành là 15. Cây này em giao lưu là 350.000 đồng em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha. Dạ em xin nhắc lại. Cây mã số 15 là một cây Malaysia lá cẩm thạch rất to. Em bán cái này cũng hạ giá để bà con mình dễ sưu tầm nè. Malaysia lá cẩm thạch cây một cốt lắc lượng ha. Giá chỉ 350.000 đồng em bao sống bao ship luôn nha. Dạ em xuống cây luôn ạ. Dạ tiếp theo là đến cây mã số 16 là một cây cũng là Malaysia lá cẩm thạch nha bà con, cũng một cốt luôn ha, nhưng cây này nhỏ hơn cây vừa rồi tí xíu. Đây. Lá bông thì bông màu tím lục bình ha, bông xiên bông nha bà con. Em đảm bảo xiên bông là xiên bông chứ không phải là cây không xiên mà em nói xiên thì bán gì đâu bán đồ được lần hai đâu. Đó, còn lá thì lá cẩm thạch, lá Malaysia mà cẩm thạch, lá cẩm thạch màu vàng. Ghép trên bộ cũ là hai cộng khá xoắn quái thế ngồi một cốt thẳng lên ha, rồi xè tàn ra. Dạ cây có chiều cao là 73, tán ngang là 40, hoành là 16. Em xin phép giao lưu là 250.000 đồng em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn ạ. Dạ em xin lặp lại một lần nữa, cây Malaysia lá cẩm thạch mã số 16 giá 250.000 bao sống bao ship toàn quốc. Dạ em xin phép được xuống cây ạ. Dạ tiếp theo là đến mã số 17 là một cây Ấn Độ Gin nha bà con. Ấn Độ, giấy Ấn Độ nguyên Gin nha, không ghép nha bà con. Kênh em bán là, shop em bán là có sao nói vậy nha bà con, chứ em không có thêm nó thêm nó bớt. Cây Gin là nó Gin, còn cây ghép nó ghép, chứ không có vụ mà cây ghép mà nó cây Gin ha. Rồi đây bông của nó đây, thì bông đổi màu cho nên là có lúc vậy nó lúc khác nha bà con. Nhưng mà hiện giờ nó đang ra là một màu trắng có phớt hồng ở ngoài cái chót nè. Rồi cũng cùng trên một cây này thì ở dưới này nó lại ra màu đỏ nè. Tại vì Ấn Độ thì bà con mình biết là nó đổi màu rồi, cho nên là mình không có quy định được màu cho nó. Nó ra tới 5-6 màu lần nó thay đổi á. Thì hiện giờ cái này nó ra cái chót màu trắng nè. Rồi có khi nó sẽ ra màu tím và màu đỏ, màu cam gì từ lưa chân á. Rồi cái cốt của nó nè bà con, để chứng minh cho bà con là không ghép nè bà con coi. Cái cành hôm của nó rất là to ha, rồi lên đây xè tàn ra. Đây, cành hôm này rất là to, em nuôi cái cây này là 1,5 năm rồi đó bà con. Bà con coi, Ấn Độ bông rất là đẹp nha. Dạ cây này em cũng có đo thông số luôn, chiều cao là 70. 70 là em tính ngang đây nha bà con, chứ không có tính cái tược phướng cao lên trên đó. Tược đó là không có tính nha, ngang đây thôi. Ngang cái mặt bằng của nó là 70 ha.
Rồi tán ngang là 45, hoành thân ngay vị trí này luôn là 7. Em giao lưu là 200.000 đồng, em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn ha. Đây là hoa giấy Ấn Độ hay còn gọi là hoa giấy đổi màu nha bà con. Cốt cành to ha, nuôi lâu lắm rồi, cây già cây à, về chỉ việc chơi thôi bà con ơi. Chỉnh sửa tàn thì quyền của mình, còn của em thì nó hơi bầm sùm vậy đó. Dạ cây có chiều cao là 70, tán ngang là 45, hoành là 7. Em giao lưu là 200.000 đồng, em bao sống bao ship. Dạ em xin phép xuống cây mã số 17 luôn. Dạ tiếp theo là đến mã số 18, vẫn là một cây Ấn Độ nha bà con, đổi màu nha bà con. À, cây này thì cây vừa rồi thì có đã chỗ bông, còn cây này thì nó đang tạo nụ ở trong cái nách lá nha bà con. Đó, đang tạo nụ trong cái lá, từng cái nách lá đó là từng cái nụ nha bà con. Rồi cây có sao nó vậy là chưa ra bông nhưng mà đang tạo nụ ha. Rồi, quay xa xa cho bà con coi, tại vì cây này em nuôi lâu cái tàn nó rất là dữ, nó cao lắm. Rồi cốt cành đây, cốt cành nguyên bản của nó như thế này đây. Ha. Không ghép nha bà con, cây ghép là nhìn biết liền, cây ghép là nhìn biết liền, còn cây mà cốt cành nó ra tự nhiên là mình biết liền. Để chứng minh là cây ghim thì em cho bà con coi đó, là cái cành hôm rất là to ha, cành hôm to hơn ngón cái em một tí xíu, hơn ngón cái em tí xíu. Dạ em cũng có đo thông số cho bà con mình chính xác của cái cây này luôn ha, là chiều cao là 70, dạ 70 là em tính ngang đây nha bà con. Dạ em tính ngang đây chứ em không tính cái thực phướng cao như vậy. Thực phướng nó dựng lên tới 1 mét mấy lần, em không có tính. Em tính thực phướng đến cái mặt bằng chung của nó thôi, 70. Dạ tán ngang là 40, hoành nó là 6,5. Dạ giá cũng 200.000 đồng, em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Dạ đây là Ấn Độ nguyên gin nha bà con, không ghép nha. Dạ đang tạo nụ ở trong mấy cái nách lá ha. Giá 200.000 đồng bao sống bao ship, đó là mã số 18. Dạ em xin phép xuống cây. Dạ tiếp theo là đến mã số 19, cũng là một cây Ấn Độ nguyên gin nữa nha bà con. Em quay từ xa cho bà con mình coi cái bộ tàn nó cao vậy đó. Nuôi lâu rồi bà con, cái này em nuôi 1,5 năm rồi. Rồi quay lại gần cho bà con mình coi cái cốt cành của nó ha. Cốt cành hôm của nó nè, rất là to, to hơn ngón cái em luôn. Và ra tự nhiên nguyên gin không ghép. Đó chỗ này nè, cái mối cành nó ra nè, tự nhiên nguyên gin không ghép ha. Em cũng có đo thông số như sau, chiều cao là 70, vẫn là đo ngang cái chót tàn của nhiều nhánh chứ không có tính cái từ phướng cao nhất ha. Chiều cao 70, tán ngang là 45, hoành là 7. Hoành 7 là to nha bà con, tại cây nguyên gin chứ không phải giấy Mỹ. Gin Ấn Độ. Giá cũng 200.000 đồng em bao sống bao ship toàn quốc luôn ạ. À. Dạ em xin nhắc lại một lần nữa, cây mã số 19 cũng là một cây Ấn Độ nguyên gin và dạ, đang tạo nụ nha. Em quên cho bà con mình coi đang tạo nụ ở trong cái nách nè. Trong mấy cái nách này nó đang tạo nụ, nó u lên nè. Đó, thì cây là chưa bông mà đang tạo nụ. Giá 200.000 đồng em bao sống bao ship toàn quốc luôn nha bà con. Đây là cây mã số 19, cũng là cây cuối cùng trong clip của em hôm nay. Mà bà con mình muốn mua Ấn Độ thì em vẫn còn nha bà con. Đây, Ấn Độ em vẫn còn một hàng ở đây nè. Có cây cũng búp búp nụ luôn kìa. Đó, đằng đó đó, nguyên hàng này nè bà con. Nhưng mà em giao lưu đơn cử 3 cây thôi. Bà con mình có mua thêm hàng ngoài thì bà con liên hệ em chụp hình cho bà con mình chọn ha. Dạ đến đây thì em cũng xin cảm ơn bà con đã nhín chút thời giờ để theo dõi clip số 38 của em ha. Khi bà con mình mua hàng thì bà con mình nhớ nhắc điện thoại lên và gọi cho em và nói là tôi mua cây mã số mấy trong clip số 38 để em chốt, để em gửi hàng cho nó chuẩn cây nha bà con. Tránh hiện tượng là mua cây của clip này mà em lại gửi nhầm clip kia thì bà con không lấy thì em lại bị mất tiền quan nữa. Dạ em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0798 716 145. Em tên Vĩnh ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Đó cũng là số Zalo của em nha bà con. Em xin chúc bà con mình có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc nha. Mời bà con mình bấm đăng ký kênh Hoa Kiển Vĩnh Trang cho kênh em ngày càng phát triển ha. Sau đó mình bấm vào cái chuông cho nó rung lên để khi nhận em có đăng clip thì bà con nhận được thông báo. Rồi bà con vào chốt hàng sớm ha. Dạ lời nói cuối cùng là chúc mình mà bà con mình làm ăn phát tài phát đạt ha, cuộc sống sung túc vui vẻ. Và có tinh thần chơi kiển, khi mà muốn chơi kiển thì quay lại mua kiển của kênh Hoa Kiển Vĩnh Trang ha. Dạ em xin trân trọng kính chào bà con ạ.